Thưa quý vị, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa tàu du lịch chở khách du lịch nước ngoài và phà Vĩnh Sương khiến nhiều người bị thương, trong đó một hướng dẫn viên du lịch gãy hai chân, đứt lìa tay phải. Sáng nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông đường thủy trên sông Tiền, đoạn thuộc ấp 1 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Theo đó, khoảng 5 giờ 25 phút chiều qua, tại Thủy Phận, Sông Tiền, thuộc ấp 1 xã Vĩnh Sương, phà chở khách do ông Võ Văn Nhân, 49 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang điều khiển, di chuyển theo hướng Đồng Tháp về xã Vĩnh Sương, sẽ ra va chạm với tàu chở khách du lịch do ông Phan Thành Được, 42 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển, đang chở 42 khách hướng từ biên giới về thị xã Tân Châu. Vụ va chạm khiến một hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, đứt lìa cánh tay phải, gãy hai chân. Ngoài ra còn có hai du khách quốc tịch Đức và Pháp gãy chân trái tàu du lịch bị hư hỏng nặng khu vực bên trái thân tàu sau khi xảy ra vụ va chạm công an xã vĩnh sương đã hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện tân châu tại an giang nguyên nhân vụ va chạm đang được công an điều tra làm rõ